Bài hát tiếp theo ạ. Trong bộ sưu tập mới nhất Floris 18 của Ivy Moda, xin được cảm ơn tất cả giới mô điệu thời trang, những người bạn đồng hành lâu năm và đặc biệt là các nghệ sĩ. Xin được cảm ơn Đen Vô, Linh Cảo, tất cả các người mẫu. Các bạn đã có một ngày trình diễn rất tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng rằng tất cả chúng ta đều đã lựa chọn được cho mình những bộ trang phục tại các cửa hàng của Ivy Moda bắt đầu từ ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Quang Bảo xin được chúc sức khỏe tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.